Đời người có ba thứ: từ bỏ sớm, sướng sớm. Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Hãy Sống Khác. Quý vị thân mến, một chuyên gia cho biết thành công thường nằm ở chỗ bạn có biết cách kiểm soát cảm xúc buồn vui hay để cảm xúc lấn át lý trí. Nếu bạn làm được điều này, bạn có thể kiểm soát tốt cuộc sống của mình. Nếu không kiểm soát được, cuộc sống của bạn sẽ rất thê thảm. Người yếu thường để cảm xúc điều khiển hành vi của mình, kẻ mạnh luôn có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Những người được mệnh danh là hiền lành không phải là họ không bao giờ nóng nảy, mà là họ biết kiềm chế cảm xúc của mình. Đời người có ba thứ: từ bỏ sớm, đời sướng sớm. Mời quý vị cùng lắng nghe và suy ngẫm nhé. 1. Từ bỏ chấp nhận nên khoan dung với kẻ yếu thế. Franklin từng nói rằng, nếu bạn luôn tranh luận, phản bác, có thể lần này bạn thắng, nhưng đó là chiến thắng sáo rỗng, bởi vì bạn sẽ không bao giờ nhận được sự kính nể của bên kia. Tranh luận sẽ chỉ làm tăng thêm mâu thuẫn, hơn nữa còn khiến bạn không kiềm chế được cơn nóng giận mà làm những việc khó chấp nhận được. Còn khi có lòng khoan dung, tâm hồn bạn sẽ bình an và có một cuộc sống thoải mái, vui vẻ, yêu thương hơn. Tôi nhớ rằng tôi đã đọc một cuốn truyện do nhà văn Madame Bernus có viết rằng, có tên là Công Chúa Nhỏ. Nhân vật chính nữ Sarah bên trong từng là con gái của một gia đình giàu có, nhưng cha cô qua đời một cách bi thảm khiến gia đình phá sản, chỉ còn lại cô con gái 10 tuổi. Kể từ đó, cuộc sống của cô như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, hàng ngày phải làm những công việc cực khổ và thường xuyên bị người khác chế giễu, cười nhạo. Nhưng cô không quan tâm đến những người đã vu khống mình. Thay vào đó, cô chọn cách tha thứ cho họ và không ghi nhớ những gì họ đã nói trong lòng mình. Vì vậy, cô vẫn sống vui vẻ và tin rằng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến với mình. Dù là thời đại nào đi nữa, tất cả những người thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc trọn vẹn đều có một phẩm chất tuyệt vời trong họ. Đó là khoan dung những gì người khác không thể chịu đựng, khoan dung những gì người khác sai trái, biết được sự khác biệt để hòa nhập cộng đồng, đồng thời tôn trọng sự khác biệt giữa họ và người khác. Họ là người cởi mở và không phô trương, không bất cần, không để những chuyện vặt vãnh làm hỏng chuyện lớn. Những người hạnh phúc chỉ nhớ những gì xảy ra trong cuộc sống của họ, trong khi những người bất hạnh lại giỏi ghi nhớ những gì xảy ra trong cuộc đời người khác. Bạn có lòng khoan dung thì bạn sẽ có nhiều không gian hơn trong trái tim bạn. Mọi người sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều khi ở bên người có tấm lòng rộng lượng như bạn. 2. Từ bỏ tính cố chấp, hành động quá cứng nhắc sẽ không mang lại kết quả khả quan. Tôi nhớ người ta đã nói trong một cuốn sách, thà yếu đuối còn hơn mạnh mẽ. Trong nhiều trường hợp, quá cố chấp và hành động quá cứng nhắc sẽ không mang lại kết quả khả quan. Hơn nữa, những người này sẽ làm tổn thương bản thân và những người xung quanh khi bộc lộ quá mức những cảm xúc tiêu cực. Trong hình phạt thời phong kiến của Trung Quốc xưa có khung hình Chu Di Tam Tộc, tức là giết sạch ba họ, và Chu Di Cửu Tộc, giết sạch chín họ. Ấy vậy mà còn có trường hợp phải hứng chịu sự trừng phạt dã man là giết sạch 10 họ, người đó chính là Phương Hiếu Nhụ đời nhà Minh. Sau khi Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương chết, giữa Kiến Văn Đế, Chu Doãn Văn và Yên Vương Chu Lệ nổ ra cuộc tranh đoạt quyền đoạt vị. Khốc liệt kéo dài 4 năm, Chu Lệ công phá được thủ đô Nam Kinh nên các đại thần của Kiến Văn Đế đều ra đầu hàng, chỉ riêng Phương Hiếu Nhụ kiên trung quyết không đầu hàng. Sau đó Yên Vương Chu Lệ cử hành lễ đăng quang, theo thông lệ phải có người đạo cao đức trọng thay mặt vua viết biểu lên ngôi. Thế là Yên Vương lại một lần nữa triệu Phương Hiếu Nhụ ra khỏi ngục nhờ viết biểu lên ngôi. Nào ngờ Phương Hiếu Nhụ gào khóc càng thảm thiết hơn, Chu Lệ nén cơn tức giận, nhẹ nhàng vỗ về khuyên giải, rồi ấn cây bút lông vào tay ông ta. Phương Hiếu Nhụ viết ra 4 chữ, yên tặc thoán vị, có nghĩa là giặc yên cướp ngôi, rồi quăng bút gào thét và chửi rủa. Hết chịu nổi, Chu Lệ liền dọa, ngươi không nghĩ tới tình thân chín họ của mình sao? Phương Hiếu Nhụ liền quắc mắt gào lên, dù có Chu Di đến 10 họ ta cũng không sợ. Thế là sau đó, Phương Hiếu Nhụ trở thành người duy nhất bị giết sạch cả 10 họ trong lịch sử Trung Quốc. Nếu ngay từ đầu Phương Hiếu Nhụ biết kiềm chế cảm xúc của mình thì những điều đó sẽ không xảy ra. Bạn phải biết rằng yếu đuối đúng lúc là một loại tu luyện bản thân, một loại nhân ái và hơn nữa là một loại trí tuệ. 3. Từ bỏ lòng tham, người xưa đã dạy, tham thì thâm. Có một cậu bé nọ luôn buồn bã không vui vì đôi giày mới của mình bị rách.
Trong lúc bé đi dạo công viên, cậu bé này đã nhìn thấy một cậu bé khác đang vui vẻ ngồi trên ghế. Chân cậu bé kia còn mang một đôi giày rất mới. Thế là cậu bé này càng chán nản hơn. Cậu thầm nghĩ, ông trời thật bất công, tại sao chỉ có giày của con bị rách chứ? Nhưng sau đó, cậu bé đã phát hiện ra phía sau chiếc ghế mà cậu bé kia đang ngồi có một chiếc xe lăn. Nữ nhà văn Mỹ Helen Keller từng nói rằng, Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi tôi nhìn thấy một người không có chân để đi giày. Có nhiều khi chúng ta thường than ngắn thở dài khi cuộc sống không được như ý nguyện, giống như cậu bé bị hỏng giày kia, bởi vì chúng ta chỉ chăm chăm nhìn vào thứ mình chưa có mà quên đi rằng trên đời này không có cuộc đời nào hoàn hảo cả. Bạn luôn muốn quá nhiều và phiền não cũng theo đó mà tăng lên nhiều hơn. Nói đến cùng, cuộc sống này sẽ không để tất cả may mắn rơi xuống đầu một người. Mỗi người đều phải mất đi một số thứ, tương tự cũng sẽ đạt được một số thứ khác. Đời người, thứ quan trọng nhất không phải là bạn sở hữu bao nhiêu thứ, mà là tâm bạn đã hài lòng với những thứ đã có hay chưa. Thứ không thuộc về bạn cũng đừng cố mà miễn cưỡng. Nếu đã cố gắng mà không có được, vậy buông bỏ thôi. Đừng vì những thứ mất đi mà oán hận. Thời gian càng lâu, bạn càng phiền não, mệt mỏi, tổn thương thêm. Đến cuối cùng, người gây khó dễ cho bạn nhiều nhất lại là bản thân bạn. Hạnh phúc là thứ được tích lũy từng chút một và đời người là thứ được tích lũy từng ngày. Thay vì buồn phiền vì những thứ không đáng, hãy để bản thân cười nhiều hơn, sống hạnh phúc và vui vẻ hơn. Như thế có phải tốt không? Quý vị thân mến, hạnh phúc là một danh từ kỳ diệu, gợi cảm xúc tích cực về những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Những gì bạn chọn làm và suy nghĩ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ hạnh phúc của bạn. Điều quan trọng không phải là cách bạn trở nên hạnh phúc. Trên thực tế, hạnh phúc là tất cả những gì quan trọng đối với bạn. Hạnh phúc là khát khao sâu thẳm trong tâm hồn của mỗi người và chúng ta vẫn đang tìm kiếm chúng. Đó là cuộc hành trình không ngừng nghỉ đưa chúng ta đến thử những điều mới. Tìm kiếm các giải pháp mới, tìm kiếm những khía cạnh chung mà những người hạnh phúc chia sẻ. Tuy nhiên, chuẩn mực hạnh phúc của mỗi người không giống nhau. Có người sẽ đề cập đến gia đình chính là gốc rễ cho hạnh phúc của mình. Có người cảm thấy hạnh phúc vì biết công việc họ làm có ích, đóng góp được cho xã hội. Nhưng cũng lại có người thấy hạnh phúc chỉ bằng vài giờ đọc sách mỗi ngày. Hãy nhớ kỹ hai điều sau đây và tìm cho mình niềm hạnh phúc thật sự chính đáng quý vị nhé. 1. Tiền không mang lại hạnh phúc. Dù đã nghe điều này vô số lần nhưng vẫn không thể lay chuyển được suy nghĩ rằng có nhiều tiền hơn sẽ giúp hạnh phúc hơn. Người giàu sẽ nhận ra tiền không mang lại hạnh phúc cho họ. Một số người giàu hạnh phúc vì sở hữu nhiều của cải vật chất, nhưng không phải người giàu nào cũng nghĩ như vậy. Phần đông người giàu tìm thấy ý nghĩa khi sử dụng tiền để làm những việc có ích, giúp đỡ cho xã hội, thế giới. Bên cạnh đó, những người nghèo nói rằng họ muốn có nhiều tiền hơn để giải quyết những vấn đề khó khăn. Nhưng một số người vô gia cư thậm chí còn giúp đỡ những con vật nuôi bị vứt bỏ, mặc dù họ có thể giữ lại nhiều tiền hơn nếu không có chúng. Hạnh phúc không đo được bằng tiền. Hạnh phúc là khi được làm những gì bạn thích trong những tình huống phù hợp. 3. Niềm vui không định nghĩa được hạnh phúc. Hạnh phúc là bình yên, đó không phải là niềm vui, phải không? Mọi người đều nghĩ rằng hạnh phúc sẽ đến nếu cố gắng đạt được càng nhiều niềm vui càng tốt, bởi không có gì kích động tâm trí của bạn hơn là niềm vui tột độ. Trong quá trình theo đuổi hạnh phúc, chúng ta thường hướng đến niềm vui vì nghĩ rằng cả hai có liên quan đến nhau. Trên thực tế, niềm vui không khác gì hơn một giả dược. Không thể xác định chính xác hạnh phúc là gì, đó là một cảm giác đến và đi. Khoảng thời gian ngắn nhất mà chúng ta có thể phân định cho hạnh phúc là khoảng thời gian chúng ta luôn nói rằng tôi đã rất hạnh phúc trong suốt khoảng thời gian đó, hoặc tôi đang cảm thấy hạnh phúc. Bạn có thể đủ điều kiện để đạt được niềm vui, một số thứ mang lại nhiều niềm vui hơn những thứ khác, một số còn lại tồn tại lâu hơn những người khác, tuy nhiên hạnh phúc thì không. Khi được hỏi liệu chúng ta có hạnh phúc hơn so với thời điểm khác hay không, đôi khi chúng ta trả lời là có, nhưng nếu hỏi đến lý do, chúng ta không bao giờ có câu trả lời rõ ràng. Tôi đã rất hạnh phúc trong suốt 5 năm sống ở Nhật Bản, nhưng tôi thực sự không thể nói ra lý do vì sao. Tôi đã trải qua những thời điểm vô cùng khó khăn, nhưng cũng có những khoảng thời gian tốt đẹp. Có những lúc vui sướng tột độ như tụ tập với bạn bè hoặc đi du lịch khắp đất nước. Nhưng cũng có những khi tôi cảm thấy rất đau đớn như lúc chia tay người yêu và bị một trong các sếp của tôi quấy rối. Tuy nhiên nhìn chung tôi đã rất vui.
3. Hạnh phúc không dựa vào một yếu tố duy nhất. Dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa thì vẫn luôn có một điều mà chúng ta không thể làm được, đó chính là hiểu lý do hạnh phúc của người khác. Một trong những người bạn thân nhất của tôi rất hạnh phúc dù không bao giờ đi chơi và thường xuyên chơi trò chơi điện tử từ ngày này qua ngày khác. Mặc dù thích chơi trò chơi điện tử, nhưng tôi sẽ phát điên nếu chơi nhiều như vậy. Nhiều người bạn của tôi không hiểu tại sao tôi lại từ bỏ công việc bán hàng và tiếp tục kiếm được rất nhiều tiền để bắt đầu công việc viết lách, chỉ kiếm được số tiền không thấm vào đâu so với những gì tôi từng làm. Tuy nhiên, nó làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Những điều kỳ quặc nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của tôi, chẳng hạn như đánh răng bằng một chân, nhắm mắt cũng góp phần làm cho tôi hạnh phúc. Hạnh phúc không dựa vào một yếu tố duy nhất, đó là sự kết hợp của nhiều cái kỳ lạ. Một số sẽ có ý nghĩa đối với thế giới bên ngoài, một số sẽ có vẻ vô nghĩa, thậm chí còn ngớ ngẩn. Hạnh phúc là một quá trình sống cuộc sống của bạn, và một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra mình đang hạnh phúc.